xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh siêu Villa K-pop. Thì ngày hôm nay thì Villa sẽ quay cho mọi người xem trong cái túi mà Villa hay mang đi làm gồm có những gì bên mình, đi theo bên mình nha. Thì ba lô này thì cũng là cái ba lô mà mình hay mang đi làm thôi. Thì ở trong cái ba lô này thì mình đã lấy ra hết tất cả ở bên ngoài rồi đó. Thì bấy nhiêu đây mọi người thấy rồi đó. Thì con gái mà mình đâu sẽ thiếu được cái lược nè, và dây thấm dầu của Axnet, và không thể thiếu thêm nữa đó là viên thuốc sủi Panadol chống nhức đầu, cái cục đen đen này, cái tai nghe của mình đó, tai nghe Bluetooth và chai dầu bị ghiền dầu mọi người ạ. Ở công ty mình với lại con nhỏ em ở công ty là bị ghiền chai dầu, và cái quyển sổ, hai cây bút và mấy cái dây cột tóc này. Con gái mà cậu đâu có thể thiếu mấy cái thứ này đâu. Thì cái này là cái nước nhỏ mắt, giấy nè. Thì sắp tới mùa hè rồi, với lại cũng rất là nắng nóng, hai độ mồ hôi. Còn đây là kem sữa rửa mặt để mình rửa mặt sau khi mình đi từ ngoài đi vô nơi làm việc. Sau khi làm việc thì mình có thể rửa mặt tại nơi mình làm việc hoặc những nơi công cộng mình đều có thể rửa mặt. Và đây không thể thiếu nữa đó là thẻ xe, tóm lại là giấy tờ xe với lại ví tiền, không thể thiếu đi ra đường rồi. Thiếu cái này là toi đó. Và đây là cái đồ ăn mà mình hay ăn vặt. Cái này là bồn miệng lấy ra một hai cục mình ăn thôi chứ không có được ăn nhiều. Và cái này hầu như là ai cũng biết cái này là cái gì đúng không? Silaton chống thối miệng, thôi miệng nha mọi người đó. Thì đi làm thì có bấy nhiêu đây thôi chứ cũng không đem gì nhiều. Còn nếu mà đem gì nhiều á thì mình sẽ mang nguyên cái ba lô chà bá lửa đó, là đem nguyên cái gia tài ở nhà đi luôn đó. Và đi làm mà mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi chứ bác chi cho nhiều. À không thể thiếu đó là bình nước nha mọi người, đó là một cái bình nước nữa. Và là cái ngày mai là mình sẽ đi ra ngoài, là mình sẽ đem những thứ này đi ra ngoài. Thì ngày hôm nay cũng là ngày 15 ngày cách ly toàn xã hội rồi đó mọi người. Thì còn phải cách ly thêm một tuần nữa thì mình mới bắt đầu xem xét lại cái tình hình có nên đi làm hay không. Mà tất cả mọi người có nên đi làm là hoạt động bình thường là chưa thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà mình ráng đợi thêm một tuần nữa để chờ đợi cái câu trả lời. Thì cái ngày mai mình đi ra ngoài đó là mình sẽ đi quay clip cho các bạn nhỏ học. Tại vì đó là từ lúc mà cho nghỉ đến nay đã là hơn 20 ngày rồi mà chưa có quay lại với công việc, nên là mình cũng thấy cũng nhớ nhớ công việc của mình. Nên là ngày mai mình sẽ đi gặp mọi người ở nơi làm việc và sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ cho các bạn nhỏ cùng học theo, để đến lúc mà cái ngày mà đi học để các bạn nhỏ không phải quên bài nè, hoặc là không còn bỡ ngỡ sau những ngày nghỉ dài ngày trong cái mùa dịch Covid này. Nên là ngày mai là mình sẽ cũng sẽ mời các bạn đi theo với mình luôn. Còn bây giờ đang là 8-9 giờ tối rồi, nên là bây giờ mình sẽ đi ngủ sớm để ngày mai còn đi công việc nữa. Thì đó, con gái đi là từng này đồ, còn con trai đi ra ngoài là chỉ duy nhất là một cái bóp với là một số đồ cá nhân đặc biệt nhỏ nữa thôi, chứ con gái là đi đâu cũng đem cả gia tài đi theo đó mọi người thấy rồi đó. Và bây giờ là mình sẽ đi uống một cốc nước chanh mật ong trước khi đi ngủ. Cái đó là cái thói quen của mình rồi, mình sở thích đó là uống mật trước khi đi ngủ hoặc là trước khi bữa ăn của mình là đều phải uống một cốc nước chanh mật ong này, hoặc là chanh mật ong gừng nóng này, là cái sở thích của mình. Tại vì nó hỗ trợ cho mình là lọc cơ thể này, vô số công dụng khác nữa. Nhưng mà buổi tối thì hạn chế uống nước chanh chẳng hạn, cũng tóm lại là buổi tối là không có nên uống nước chanh nhiều, tại vì nó sẽ bị loãng máu máu của mình hoặc là cái gì đó. Hoặc những ai mà bệnh về cơ thể có nhiều bệnh ấy, cũng không nên uống nước chanh nhiều. Thì mình thích uống nên là cơ thể mình cũng bình thường nên là mình có thể uống được. Và mọi người ơi, và bây giờ là mình sẽ uống một cốc nước chanh mật ong với đá, một ít đá nữa là mình sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại mọi người clip ngày mai nha. Nếu mọi người thấy clip của mình hay, thú vị, và đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và subscribe kênh giúp mình nha. Hẹn gặp lại mọi người clip ngày mai, sáng mai nha. Gặp lại mọi người sau này. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.